Miracoso xin chào tất cả các bạn. Hôm nay chúng ta lại gặp nhau ở video này. Như các bạn biết là tại những nơi mà chúng ta ở, chúng ta sinh hoạt hay là tại những cái văn phòng làm việc của chúng ta thì đều là những cái nơi cực kỳ là quan trọng. Nhưng mà tại những nơi đó thì lại xuất hiện bởi cái sự xâm chiếm của cái vi khuẩn, virus hay là các cái chất ô nhiễm độc hại cho cơ thể của chúng ta. Hãy đến với Miracoso chúng tôi. Chúng tôi sẽ lựa chọn giúp các bạn các cái dòng máy lọc không khí tạo ẩm mà có thể giúp các bạn lấy lại được cái không khí trong lành tinh khiết của núi rừng ngay tại nơi chúng ta ở hay là nơi chúng ta làm việc. Với các cái dòng máy lọc không khí tạo ẩm của chúng tôi có các cái dòng SHA 400A này, HXF B40 và HXF B25. Tất cả các cái dòng máy này thì được công ty Vinacoso Việt Nam chúng tôi nhập 100% từ Nhật Bản thì đều có chứa cái màng lọc HEPA, là một trong những cái màng lọc mà có cái công nghệ tiên tiến nhất. Và tất cả những cái bụi siêu nhỏ đều được lọc qua các cái màng lọc HEPA này đến 99,97% và loại bỏ được tất cả các cái bụi gây dị ứng rồi các cái virus, vi khuẩn. Có một cái loại lọc nữa đó là màng than hoạt tính. Màng than hoạt tính này nó có khả năng là khử được tất cả các cái loại mùi hôi đáng kể, ví dụ như là mùi hôi của thuốc lá, mùi hôi từ miệng, mùi hôi từ thức ăn, vân vân. Ngoài ra thì các cái dòng máy này thì nó có khả năng là giúp chúng ta cảm biến được các cái mức độ ô nhiễm trong không khí tại nơi chúng ta sinh hoạt hay là nơi chúng ta làm việc. Và chính vì vậy mà nó có khả năng kiểm soát được bằng cách là nó sẽ cảnh báo những cái nơi mà sẽ nhiễm các cái bụi bẩn siêu nhỏ PM2.5, và với những cái nơi mà có cái loại bụi lớn á, cách sàn nhà của chúng ta hay là cách cái sàn làm việc của chúng ta khoảng tầm 30 cm thì nó sẽ hút tất cả những cái bụi lớn đó vào, sau đó thì nó sẽ qua tất cả các cái màng lọc và thải một cái làn không khí trong sạch, sẽ giúp cho cái nơi chúng ta sinh hoạt, giúp cho nơi chúng ta làm việc có một cái không khí trong lành hơn và sẽ loại bỏ được tất cả các cái mầm bệnh. Và đặc biệt là nó có lợi rất là lớn đối với những cái khu vui chơi, giải trí của trẻ em. Tính vượt trội của các cái dòng máy này đó chính là được thiết kế theo cái công nghệ tạo hơi nước hay là chúng ta vẫn gọi đó là nano đấy ạ. Và đây chính là cái sự phối kết hợp giữa cái công nghệ nano với lại các hạt mang điện tích âm. Các bạn biết không, nano nó chính là một cái phân tử nước có tính axit nhẹ và có cái đặc tính phản ứng và điện tích. Khi mà các cái dòng máy này nó hoạt động á, thì nano nó sẽ giúp phân tách, giải phóng ra các cái gốc OH từ trong các cái phân tử nước và sẽ bay vào trong không khí, bám lên trên bề mặt của các cái loại vi khuẩn, virus, nấm mốc. Chính vì vậy mà trong không khí của chúng ta sẽ được trong lành này và loại bỏ được tất cả các cái mùi hôi một cách hiệu quả nhất. Với một cái độ ẩm trên 1.000 lần so với ion âm thì các cái nano này á, nó sẽ tồn tại lâu hơn ở trong cái không khí của chúng ta và từ đó thì nó sẽ giúp khôi phục được cái độ ẩm trên da của chúng ta tốt hơn và giữ da của chúng ta luôn luôn mềm mịn nếu như chúng ta sử dụng các cái dòng máy của công ty chúng tôi khi mà sử dụng trong văn phòng làm việc hay là trong phòng chúng ta ở. Nếu các bạn còn thắc mắc gì và muốn tư vấn một cách chi tiết hơn thì xin mời các bạn hãy gọi đến số hotline 093 606 8809 hoặc các bạn có thể đến thăm showroom của chúng tôi tại địa chỉ 23D7 Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội.